Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 3 âm lịch, năm Nhâm Dần trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình kênh Tử Vi. Phong Thủy Gia Cát, kính chúc quý vị may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là một trong những con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Tân Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Những người tuổi Mùi thì rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá là uyên thâm, sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không chỉ vậy, họ luôn là những người mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 3 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố nồng hậu, thần Phật quý nhân độ mạng, ban phát tài lộc, hóa giải vận xui cho quý gia chủ tuổi Tân Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho những gia chủ những cơ hội đổi đời, và nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho gia chủ tuổi Tân Mùi đổi vận. Trước khi bước vào nội dung chi tiết thì xin mời tất cả quý vị hãy đăng ký kênh, ấn chuông để ủng hộ cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh lộ Bàng Thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí và có trách nhiệm cao. Vẻ ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi. Họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ việc gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp, nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, đây là con người của sự chí khí cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước, sướng sau. Vậy nên đây là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Mùi sinh năm 1991 nhìn chung là ổn định trong tháng này. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý. Có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần phải chủ động hơn nữa, dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai nên giữ quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Xét về thiên can, tân âm kim gặp giáp dương mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp có nhiều bước đột phá đáng kể trong tháng 3 âm lịch. Thậm chí có thời điểm chính bạn cũng phải bất ngờ với những gì mình đã làm được. Đặc biệt quý nhân khá vượng giúp bạn có thể làm đâu thắng đó. Dù khó thì cũng có người nâng đỡ chỉ đường dẫn lối để tìm ra lối thoát. Ngoài ra bạn cũng nên dành thời gian nghiên cứu và phát triển kỹ năng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ của mình, và nhớ là luôn giữ thái độ học hỏi, lắng nghe thì mọi việc diễn ra rất hanh thông. Việc học hành thi cử trong năm cũng suôn sẻ, đạt thành tích như ý. Có người còn có nhiều cơ hội để thay đổi công việc, tìm cho mình việc làm phù hợp. Nhìn chung, thời điểm này thích hợp để mưu sự cầu danh, vận trình thông thuận, không có gì đáng lo ngại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi cho thấy gia chủ có cơ hội tốt về tài lộc trong tháng, lợi nhuận kinh doanh tăng lên, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, đầu tư bất động sản có cơ may thu được lợi nhuận hơn người hoặc hợp tác làm ăn suôn sẻ, dễ kiếm lời. Tuy nhiên thời điểm có hung tinh chiếu mệnh, làm gì gia chủ cũng phải thận trọng, điềm tĩnh và khiêm tốn, vẫn có dấu hiệu hao tài rất mạnh nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, mua sắm dịp cuối năm. Bạn có thể sẽ phải phung phí tiền bạc cho những thú vui, hoang đàng, tự cho bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình đã làm ra. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của những người tuổi Tân Mùi trong tháng nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại. Bạn đang duy trì khá tốt lối sinh hoạt lành mạnh và khoa học nên thể chất được cải thiện khá rõ. Hãy tiếp tục duy trì thói quen rèn luyện thân thể này để tăng cường sức đề kháng. Một số nữ mạng Tân Mùi có ý định sinh con năm nay nên có kế hoạch và lộ trình, tập luyện cũng như chăm sóc sức khỏe hợp lý để sớm có tin vui hoặc luôn khỏe mạnh suốt thai kỳ, sớm mẹ tròn con vuông. Các quý gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này nhân duyên của tuổi Tân Mùi vượng sắc hơn, nhưng chủ về tốt cho các mối quan hệ xã hội hơn là tình cảm cá nhân. Con giáp này có cơ hội mở rộng mối quan hệ, quen biết nhiều người bạn mới, vừa thân thiết trong cuộc sống lại vừa hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, về tình cảm lứa đôi lại không có đột phá rõ ràng. Có lẽ con giáp này cần phải chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình thì mới mong thay đổi tình hình hiện tại. Đào hoa vượng cũng không tốt lắm cho những người đã có gia đình. Tình cảm vợ chồng tuy có giai đoạn thăng trầm nhất định, nhưng tự chung, mọi sự vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát nếu bạn bao dung và nhường nhịn đối phương hơn. Ngoài ra, con giáp này nên nghiêm cẩn giữ mình, đừng để cảm xúc chi phối kẻo sai chân vào lưới tình, tay ba phức tạp, khiến hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trám Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. ngày âm lịch ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng, sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống có lẽ là đầy chông gai và khó khăn này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 3 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững vàng, vững chắc hơn trong tương lai, đón lành tránh dữ. Và rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại!